Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái dự án iDrop của cái dự án Safe Commode. Đây là một cái dự án sẽ phát cho khoảng 1.000 người đầu tiên nhé các bạn nhé. iDrop này thì các bạn sẽ nhận được một số cái coin của SFC là 10 triệu SFC cũng như là 3 triệu SFC trên một rep các bạn nhé. Limiter là khoảng 1.000 người. Thì đầu tiên là nó sẽ có những cái nhiệm vụ ở đây. Đấy, các bạn sẽ theo dõi này, theo dõi Twitter, join Telegram, cái này nữa này, các bạn ấn vào join Telegram nhé, theo dõi Twitter cho mình. Tại vì mình định là làm xong nhưng mà thấy nó ghi là 1.000 cho nên là thôi thì sẽ chat, sẽ yêu cầu các bạn, sẽ làm cho các bạn luôn. Của mình còn bị đầy luôn đấy. Các bạn ấn join sau dán tên vào nhé. Ở đây là tên Twitter thì mọi người vào trong Twitter nhé, mọi người theo dõi cho mình. Tiếp theo là các bạn sẽ retrain với cái hashtag này nhé. Đấy, các bạn copy lấy hashtag này. Các bạn vào cái link bài viết này. Mọi người theo dõi, sau đấy các bạn retrain về hashtag này nhé. Hơi lâu mọi người ạ, sợ là hết thời gian mất. Đã có 200 người làm rồi mọi người ạ. Đấy, ở đây là 300 rồi, các bạn ấn like này, red twin thì các bạn wick wick comment nhá. Đây, quarter twin, mọi người paste cái ấy đấy vào này. Đấy, sau đấy các bạn ấn vào twin nhá. Twin xong các bạn vào trong profile, mọi người copy lấy tên nhá. Dán vào đây. Red twin thì các bạn thấy là cái link mình vừa mới twin ở đây. Các bạn ấn vào copy twin này. Dán vào đây nhá. Đấy, ví dụ 93 phải không? Đấy. Tiếp theo ở dưới thì là void name, thì các bạn vào trong void này. Là cái khoản ở đây. Mọi người vào đây. Block.io thì nói chung là các bạn sẽ phải có một cái tài khoản của Block.io này nhá. Block.io. Discord thì các bạn thấy là cái link Discord nó cho ở đây này. Các bạn theo Discord cho mình, sau đấy dán tên vào nhé. Mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn cái dự án này. Sợ là nó là hết đấy. Đã 300 rồi, còn 700 nữa thôi. Rồi nó quay này đến bao giờ? Sáng mai à? Má mày nữa. Đã vội rồi. Cái này thì cũng có bounty ở trên Twitter và... Nhưng mà bounty khó làm lắm mọi người ạ. Nó yêu cầu khoảng mấy nghìn người theo dõi ấy, không chơi được. 3 400 mình không không trên chờ, mình không có đủ. Trời ơi, vào thì vào đi. Này cũng đến sáng mai. Cái này lại phải login nha mọi người nhé. Bạn nào mà chưa có thì các bạn ấn sign up, nếu không thì các bạn vào login. Login thì các bạn có thể login bằng Facebook các thứ này, thì thôi login Facebook nhé. Đâu rồi bên này thì các bạn thế này là nó vào, các bạn copy lấy tên này, quay lại đây dán vào chỗ Discord ID này, dán vào đây BSC là ví nhá, các bạn dán cái ví vào, ví vẫn là ví BSC ở trên MetaMask nhá các bạn nhá. Đấy, mọi người dán vào đây, ở dưới là tên Telegram của mình, ở đây nhá, các bạn dán tên Telegram của mình vào, name avoid hả. Cái này thì tắt đi nhá, tại vì xong rồi. Tiếp tục là còn một cái này nữa thôi. Các bạn sẽ bình luận vào đây, nó cho ở trên này này. Hắn tắt cái này. Đấy, các bạn vào submit. Đấy, thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái tên của mình ở đây nha. Đây, các bạn copy cái tên này. Dán vào đây. Chưa? Nó bảo là upvote đây. Cho phát nữa là 81 nhá. Đấy, upvote xong rồi, bình luận xong rồi nhá. Đấy, ở dưới là các bạn sẽ đánh cái tên của mình là Tấn Nguyễn 83 nhá, xong các bạn ấn gửi đi là xong nhá. Đấy, cái dự án này thì mình sẽ để ở bên dưới link ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia nhé. Các bạn làm ngay tại vì nó chỉ có 1.000 người thôi, đang là khoảng 300 hơn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.